Chào tất cả các bạn trở lại với trang công nghệ của TLD. Thưa các bạn, ngày hôm nay tớ giới thiệu các bạn một chiếc máy lều đồng cối đá ở phân khúc dưới 10 triệu. Đó là chiếc ThinkPad L570 các bạn ạ. Một trong những dòng máy bình dân có chất lượng tốt và hiện nay là cực kỳ hot tại thị trường. Bởi máy có màn hình 15,6 inch, máy có bản phím full size, có bảo mật vân tay, có màn hình Full HD, có ổ cứng HD nhưng giá lại không quá đắt. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng tìm hiểu siêu phẩm này hiện nay đang bán với mức giá tại thị trường khoảng 9 triệu đồng cho phiên bản i5 RAM 8GB SD256. Màn hình Full HD thì đây vẫn là một trong những chiếc máy ThinkPad rẻ nhất tại thị trường. Mời quý vị và các bạn xem bài đánh giá của mình ngay sau đây nhé. Vâng, thưa các bạn, chiếc máy làm vỏ hoàn toàn bằng nhựa tái chế các bạn ạ. Nó có một lớp sơn đen sần, logo ThinkPad thì quá nổi tiếng rồi, và lề trục bằng thép. À chà, con này vẫn còn đầu đọc DVD và chúng ta có thể tận dụng bằng cái khe DVD này chúng ta lắp thêm một ổ cứng các bạn nhé. Chúng ta có cổng phone, cổng mic 3.5 các bạn kết nối lên tín hiệu âm thanh. Chúng ta có hai cổng USB bên tay phải nữa các bạn ạ. Đó, đây là ổ khóa của máy này. Đằng trước máy thì ngôn ngữ thiết kế đơn giản và không bố trí bất kỳ một cổng gì cả. Đây, bên dưới bên này thì nó là hai cái hốc loa mọi người nhé. Và cái này thì mình thấy chỉ cần thế này là mở được rồi này. Mặc dù là không có GM ở đây. Ở bên cạnh trái là cổng sạc USB này, cổng mini DisplayPort để các bạn có thể kết nối ra mình bên ngoài. Cổng Vega. Cổng Vega này các bạn có thể kết nối máy chiếu, TV đời cũ các bạn ạ. Chúng ta sẽ thêm một cổng USB và đây là đầu đục thẻ các bạn ạ. Vâng, thưa các bạn, đây là hai trục bà lề bằng thép có thể chịu được 20.000 lần gập mở với tiêu chuẩn độ bền quân đội STD80G ở chiếc máy này. Hốc tản nhiệt được đưa vào đằng sau. Chúng ta sẽ có cổng LAN ở đây và thêm một cổng USB đằng sau, rất tiện dụng cho mọi người. Bên dưới của máy đây các bạn thấy là máy được trang bị bản Windows bản quyền Pro luôn này. Và thông tin của máy ở đây. Đây các bạn có thể thấy này. Ở đây có khe cắm SIM này các bạn này. Ô, chiếc máy này vãi trưởng, có thể lắp được 3G. Đây, một chiếc máy giá rẻ mà lắp được 3G này là mình là rất là thích này. Bởi vì ở trong môi trường chẳng hạn này các bạn ở nông thôn, không phải chỗ nào cũng có thể có đường truyền ADSL. Thì chúng ta chỉ cần cắm một cái SIM ở đây là các bạn có thể kết nối 4G bất cứ đâu. Chỉ cần có mạng điện thoại di động thôi các bạn nhá. Những cái hốc này để làm tản nhiệt cho máy này, đẩy khí nóng ra đằng sau. Bây giờ thì tớ sẽ mở nội tạng bên trong chiếc máy này để khám phá. Mình rất thích những chiếc máy mà thiết kế đơn giản như này. Các bạn mở máy thì các bạn việc các bạn nâng cấp này. Đấy, bảo dưỡng rất là đơn giản. Bo mạch bên trong còn rất mới. Đây là pin CMOS của máy này. Đây là cái ổ cứng Sky Helix của Hàn Quốc này. Dung lượng 512GB luôn. Ái chà, máy nhỏ mà dung lượng ổ cứng lớn ghê. Đây là con CPU này các bạn này. Đây là cái khe cắm WAM các bạn nhé. Để cắm thêm chúng ta có thể dùng mạng 4G này. Không biết là có thể cắm thêm, thông thường là như này thì có thể cắm thêm một ổ cứng SD 2242. Nếu như các bạn cắm ổ SD thêm vào thì chúng ta sẽ không cắm được WAM nữa. Với hai slot cắm RAM thì các bạn có thể mở rộng nâng cấp tối đa là 16GB RAM trên chiếc máy này. Quạt tản nhiệt của máy cũng rất là nhỏ này. Có lẽ là chiếc máy tản nhiệt không lớn. ThinkPad thì họ cực kỳ nổi tiếng với hệ thống dẫn nhiệt và họ làm phần cứng rất là ok luôn. Vâng, thưa các bạn, một điều tớ hơi bất ngờ đó là chiếc máy được trang bị chuẩn RAM DDR4 chứ không phải DDR3. Mình không nghĩ là một chiếc máy trang bị CPU đời 7 mà lại có RAM DDR4, bởi vì hầu hết những dòng máy giá rẻ chúng ta sẽ thấy là chuẩn RAM DDR3 thôi. Với DDR4 như này thì chiếc máy chúng ta có thể mở rộng tối đa nâng cấp lên đến 32GB RAM chuẩn RAM DDR4, mà bớt RAM đây các bạn sẽ thấy nó chạy hẳn 2400 luôn. Chứng tỏ chiếc máy được build phần cứng khá là tốt. Các bạn ơi, các bạn chỉ cần nhìn bàn phím là các bạn sẽ biết là mình mang tại thị trường nước nào về. Mình mang từ Nhật về các bạn nhé. À, bàn phím tiếng Nhật thì chúng ta sẽ có song ngữ bao gồm là tiếng Nhật và tiếng Anh. Các bạn có thể nhìn thấy trên bàn phím. Chất lượng của bàn phím trên của ThinkPad thì mọi người đều biết nó là phù thủy bàn phím rồi. Nhâm liệu bàn phím sướng nhất thế giới. Đây là con chip bảo mật vân tay. Các bạn có thể cài vào đây này. Các phím bấm của nó này, cực kỳ chắc chắn luôn. Phím bật nguồn có tích hợp đèn LED. Và cái máy có thể ngửa được màn hình như này nhé. Đây là màn hình 15,6 inch Full HD. Có bố trí cam, có nghĩa là có camera sẽ hỗ trợ các bạn này. Học online này, quay phim này, chụp ảnh này. Những độ phân giải của cam thì nó chỉ dừng lại 720p thôi. Hầu hết những chiếc laptop hiện nay thì cam nó chỉ 720p thôi. Không quá nét các bạn ạ. Có sẵn mic để tích hợp cho các bạn. Có thể thu tiếng các bạn luôn. Màn hình 15,6 inch này các bạn thấy là to và bự, khá là rộng luôn. Full HD, nhìn khá đẹp.
Các bạn chú ý trên thị trường thì nó có cả phiên bản màn hình không Full HD và màn Full nhé. Màn hình không Full HD thì rẻ hơn. Đây là con chip bảo mật vân tay này. Bluetooth con này chỉ là 4.2 thôi. Camera của máy này. Ổ cứng Skylake này, 512GB này. Con này đang được trang bị Wi-Fi AC, Wi-Fi 5 với băng tầng 160Hz thì cũng khá là ngon cho mọi người. Máy được trang bị i5 7200U. Các bạn chú ý thì dòng máy này nó chỉ đọc ổ cứng SATA 3 thôi. Ở trong máy các bạn thấy là ổ cứng 2.5 inch. Với tốc độ đọc của nó lên đến gần 600m với tốc độ ghi khoảng xấp xỉ 500m. Tính ra thì nó cũng nhanh hơn 500% so với ổ cứng cơ truyền thống. Và mọi tác dụng về ứng dụng khởi động chiếc máy thì nó cũng rất là nhanh. Mình sẽ thử khởi động thử cho mọi người này. Với chiếc máy màn Full HD IPS như này thì cả RAM 8GB option vào thì tại thị trường sẽ có giá khoảng 10 triệu. Thì mình nghĩ nó cũng rất là ổn. Còn nếu mà với bản màn hình HD thông thường thì nó khoảng hơn 8 triệu thôi mọi người nhé. Đó là tại cái thời điểm mình đang làm video. Các bạn ơi, cái tác vụ khởi động ứng dụng cả tắt máy và cả mở máy thì mình tính ra mất khoảng 8 giây. Như này cũng là rất là nhanh rồi. Ổ cứng SD để giúp các bạn khởi động ứng dụng nó nhanh hơn rất nhiều so với ổ cứng cơ. Và mọi tác vụ thì chúng ta chỉ cần bấm phát lên luôn. Nó không phải chờ như ổ cứng cơ bình thường. Và con chuột này cũng hỗ trợ cảm ứng đa điểm đấy các bạn ạ. À, phím nó bấm sướng lắm. Wi-Fi AC nó cũng bắt rất là nhanh. Các bạn sẽ nhìn thấy mình test cái tính năng đa điểm của nó nhé. Đây các bạn nhìn này. Đó, mình dùng tay này, vuốt này. Vâng, thưa các bạn, đối với các bạn mà thường xuyên xem phim, nghe nhạc hay design hay bất kỳ công việc gì thì chúng ta rất thích là một chiếc màn hình LED đúng không? Các bạn thấy là rất hiếm những chiếc máy ở phân khúc giá rẻ mà có tỷ lệ bao phủ màn hình nó lại cao được như này, 63% sRGB và 40% Adobe RGB. Các bạn có thể thấy là màn hình được sản xuất năm 2015 này. Độ sáng của màn hình 250 nit theo thông số của nhà sản xuất mọi người ạ. Xem loa có hay không nào? Màn hình đẹp thì loa hay thì tốt. Ai chả? Tôi nghĩ đây là chiếc máy đáng đồng tiền bát gạo để các bạn sử dụng. Âm thanh nghe khá tốt. Với màn hình IPS góc nhìn rộng luôn. Bởi vì thông thường những chiếc máy giá rẻ trong phân khúc này hầu hết là màn hình TL luôn. Đây IPS các bạn ạ. Xem phim nghe nhạc giải trí rất sướng, loa to, rõ. Với tỷ lệ màn hình tỷ lệ bao phủ màu lên đến 72% tương đương các dòng sản phẩm như là Prezen 7510, ThinkPad P50 hay HP ZBook 15G3 thì đây là xứng đáng một chiếc máy để có thể sử dụng về design thiết kế nhé. Vâng, thưa các bạn là chúng ta sẽ khám phá qua chút về tản nhiệt của chiếc máy nhé. ThinkPad thì rất nổi tiếng với hệ thống dẫn nhiệt thì mình đã giới thiệu trên rất nhiều video rồi. Họ làm rất tốt luôn. Thực ra thì một chiếc máy như này thì mình nghĩ nó cũng không có gì quá phức tạp về hệ thống tản nhiệt cả. Bởi vì máy trang bị chip U và không có Vega rời. Đây các bạn thấy cái tác vụ về đồ họa 3D thì rất dở tệ luôn bởi vì chiếc máy chúng ta cấu hình rất thấp. Ý mình nói là thấp để làm đồ họa, còn trong cái công việc như các bạn làm văn phòng, lập trình, ứng dụng về đồ họa tập trung, shortcut này các bạn hoàn toàn có thể làm được. Đây, mình chứng minh luôn cho mọi người. Với tác vụ về đồ họa 2D thì FPS lên đến gần 400 và nhiệt độ của máy ở ngưỡng khoảng 7 độ C. Quạt hoạt động cực kỳ êm. Các bạn chú ý là con chuột này dùng bình thường nhé. Nổi tiếng của cái dòng IBM ngày xưa. Đến bây giờ vẫn còn trên cái dòng máy ThinkPad. Đây, chế độ này thì dùng rất ok và tản nhiệt của nó rất là êm luôn. Chế độ 3D thì thưa các bạn là máy chúng ta không đủ cấu hình để làm đồ họa chuyên nghiệp. Đồ họa 3D không thể làm được các bạn nhé. Vâng, thưa các bạn thì tớ đang test từ game Liên Minh Huyền Thoại. Game này rất nhẹ và chơi rất là vui. Game này thì các bạn đều biết là người Việt Nam ra chơi rất nhiều luôn. Được cái là cái mồm của chiếc máy này rất to. Và màn hình full thì chơi game với các bạn thấy là hình ảnh rất là đẹp. FPS nhận được 70 luôn nhá. i5 mà nhận được 70, nhiệt độ chơi game khoảng 73 độ C. Chất lượng phím tốt. Màn hình hiển thị như này chơi game rất là sướng đúng không mọi người? Một chiếc máy chỉ với mức giá dưới 10 triệu các bạn vẫn có thể vui chơi giải trí, chơi những tựa game tầm trung này ngon lành luôn.
Với chất lượng tản nhiệt và cấu hình như này, các bạn có thể chơi những tựa game không yêu cầu cảm hình rời, chiếc U thì các bạn có thể tìm hiểu khi trước khi cài vào để chơi nhé. Vâng, thưa các bạn, là sau khi mình trải nghiệm mà các bạn thấy là mình mổ xẻ từ nội thất bên trong, các bạn thấy là chiếc máy sử dụng rất tốt trong môi trường văn phòng đồ họa tầm trung và chơi những tựa game tầm trung. Máy có khả năng nâng cấp RAM tối đa lên tận 32GB RAM chuẩn RAM DDR4, thậm chí nó có màn hình Full HD IPS luôn. Với các tác vụ về đồ họa, các bạn thấy là ở mức tầm trung nó chạy ok, ngon lành. Nhiệt độ tản nhiệt của máy khoảng dưới 70 độ C. Đấy. Thậm chí là máy có thể gắp cả RAM bên trong để có thể dùng mạng 3G, 4G tại thị trường Việt Nam. Và nếu mà các bạn không dùng thì các bạn có thể cắm thêm ổ cứng SD trong máy với chuẩn 2242. Cái này điểm rất là ok. Chất lượng loa to, rõ ràng, chất lượng bàn phím tốt và kèm theo tất cả các cổng kết nối đầy đủ. Mình nghĩ đây là chiếc máy tốt nhất trong cái phân khúc dưới 10 triệu các công việc như vừa rồi mình giới thiệu các bạn. Mà dòng ThinkPad thì các bạn đều biết thì nó là đồi đồng cối đá rồi. Đây là dòng máy rất bền luôn. Đấy. Và các bạn chú ý là đằng sau của máy có khe tản nhiệt và chúng ta sẽ có thêm một cổng USB và thêm một cổng LAN đằng sau. Đấy, cái này rất tiện các bạn dùng mạng nội bộ và cắm đằng sau. Còn thời lượng pin của máy thì dùng khoảng 2 đến 3 tiếng thì mình nghĩ chiếc máy này rất ổn. Đấy, các bạn kinh doanh này, kế toán này, bấm con này rất là ok luôn. Các bạn chú ý thì dù gì đây là một dòng sản phẩm chip U và không có Vega rời thì nó dùng chủ yếu công việc như vừa rồi thôi. Đối với các bạn làm đồ họa hay chơi game chuyên nghiệp thì chiếc máy này không đáp ứng được các bạn nhé. Đồ họa 3D là không thể làm được. Nên khi mua máy các bạn cũng phải cân đo đong đếm xem có phù hợp với mình hay không. Vâng, thưa các bạn, là chương trình trên tay và đánh giá dòng sản phẩm ThinkPad L570 của mình xin đến đây là khép lại các bạn ạ. Có những dòng sản phẩm mới mình lại mang đây tư vấn và mổ xẻ cho mọi người như này. Hy vọng mọi người ủng hộ kênh của mình bằng cách là đăng ký kênh và nhớ là bấm cái chuông bên cạnh để nghe các bài tư vấn của Lương nhé. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại.